Những cụm từ hoặc câu nói giới trẻ Pháp thường sử dụng. Ça passe crème, có nghĩa là ça passe facilement, sans aucun problème, diễn ra một cách dễ dàng, không gặp vấn đề gì. Ví dụ, ne t'inquiète pas, l'examen est très facile, ça passe crème. Đừng lo, bài kiểm tra rất dễ, sẽ không có vấn đề gì đâu. C'est trop stylé, đồng nghĩa với c'est super, c'est vachement bien, cực kỳ tuyệt vời. Ví dụ, comment tu trouves ma nouvelle cravate? C'est trop stylé, elle te va bien. Bạn thấy cà vạt mới của tôi thế nào? Nó rất tuyệt, hợp với bạn lắm. Du bif, có nghĩa là tiền. Tu pourrais me prêter un petit peu de bif? Bạn có thể cho tôi mượn một ít tiền được không? Avoir le somme, đồng nghĩa với être énervé, có nghĩa là bực bội, giận dữ. Je ne peux pas sortir, j'ai le somme. Tôi không thể ra ngoài, tôi đang rất bực bội. Charbonner, có nghĩa là làm việc, travailler. J'ai beaucoup charbonné ces derniers jours de mois. Tôi đã làm việc rất nhiều trong những ngày cuối tháng. Grailler, có nghĩa là ăn, manger. J'ai faim, allons grailler. Tôi đói rồi, hãy đi ăn thôi. Relou, đồng nghĩa với lourd, ennuyeux. Alice est trop relou, je ne la fréquente pas. Alice quá chán, tôi không thường chơi với cô ấy. C'est carré, có nghĩa là tout va bien, c'est parfait, mọi thứ đều tốt, hoàn hảo. Je veux dire tout ça c'est carré, tôi muốn nói là mọi thứ đều tốt.